Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời Việt Nam Cộng Hòa có một nhân vật điệp viên siêu hạng được CIA đánh giá rất cao. Giới tình báo miền Nam Mỹ xem ông ta là tài sản quý giá của họ bởi những thông tin cung cấp cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu vô cùng chính xác. Frank Snap, chuyên gia phân tích tình báo của Mỹ đã trải lòng trên BBC với một sự nể trọng nhất định. Lúc ấy tôi biết tính mệnh của Võ Văn Ba đang lâm nguy và có đủ lý do để tin là một nhân viên CIA biết rõ về nhiệm vụ của ông đã bị phe Cộng sản bắt tại Phan Giang và ngờ rằng khi hắn bị tra tấn, người này sẽ khiến ông bị lộ. Một trong những ác mộng kinh hoàng nhất của tôi trong những ngày cuối của cuộc chiến là người điệp viên này, người đã liều lĩnh làm mọi thứ để hỗ trợ đồng minh và đảm bảo sự thành công của đợt không vận khẩn cấp cuối cùng đưa nhiều người Việt di tản khỏi miền Nam Việt Nam có thể đã không sống sót. Thiếu tá Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa Phan Tấn Ngưu trong một bài viết về Võ Văn Ba trên trang cảnhsatquocgia.org đã gọi ông là điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Và nhớ lại ông Võ Văn Ba hay nói, nếu Cộng sản chiếm được miền Nam, tôi sẽ tự tử. Và đó chính là điều ông đã làm khi bị bắt giữ chỉ vài ngày sau khi Sài Gòn thất thủ. Giờ đây tôi nhiều lần tự trách là đã không bắt Võ Văn Ba phải cùng mình rời khỏi Việt Nam. Nhà phân tích chính của CIA, Frank Snap, Cục Tình báo Trung ương Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam thổ lộ, điều vẫn còn khiến ông bị dằn vặt. Cùng là gián điệp hai mang, nhưng không như Phạm Xuân Ẩn. Cái tên Võ Văn Ba chỉ trong mấy năm gần đây mới được nhắc đến. Truyền thông Việt Nam sau năm 1975 nói, ông chui sâu leo cao vào nội bộ trung ương của Cục miền Nam trong suốt 10 năm trời và gây tổn thất đáng kể cho cách mạng. Frank Snap, người từng nhận lệnh của CIA, đưa ông Nguyễn Văn Thiệu ra sân bay rời Việt Nam vào tháng 4 năm 1975, nói điệp viên Võ Văn Ba là một trong những lý do ông đang viết thêm một cuốn sách nữa về cuộc chiến, cho đến giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí ông. Ông Ba từng là một đảng viên Cộng sản cuối thập niên 1940, chuyên tuyển mộ thành viên trẻ tại một tỉnh phía Nam Sài Gòn. Ông làm việc với Việt Minh, rồi trở thành một kẻ chuyên đánh du kích. Sau thời gian hoạt động tích cực thì ông Ba quay ra chán ngán với phe Cộng sản. Võ Văn Ba đã rời bỏ hàng ngũ. Tạm biệt chủ nghĩa Cộng sản năm 1954, vào thời điểm Hiệp định Genève được ký kết, Võ Văn Ba trở thành người đốn cây trồng rẫy và dọn về tỉnh Tây Ninh, phía Tây Bắc Sài Gòn. Tây Ninh là một tỉnh quan trọng vì đó là địa bàn hoạt động của Trung ương Cục miền Nam từ một hang núi ở Bà Đen. Khi cán bộ Bắc Việt đi qua dãy của Võ Văn Ba ở chân đồi, ngay bên dưới căn cứ chỉ huy Trung ương Cục để tham dự các cuộc họp, ông dần già quen biết họ. Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa trong khu vực này biết lý lịch của Võ Văn Ba, nhận ra ông ở một vị trí lý tưởng. Họ tìm đến ông và nói, chúng tôi muốn ông giúp chúng tôi theo dõi Cộng sản và Võ Văn Ba trở thành gián điệp nhị trùng năm 1960. Thoạt đầu Võ Văn Ba hợp tác với Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, ông nhanh chóng là một điệp viên hiệu quả, làm việc với cấp chỉ huy Cộng sản. Võ Văn Ba đóng vai trò người Cộng sản lầm đường, muốn trở lại đảng và mới đầu chỉ tiếp cận được vòng ngoài của Trung ương Cục miền Nam, nhưng sau đó đi hẳn vào trung tâm của Cục. Nhờ vậy, ông thu thập được mọi động tĩnh từ cơ quan này, biết hết các điệp viên hai mang của họ và những điều họ đang làm. Năm 1965, CIA bắt đầu đưa Võ Văn Ba vào quỹ đạo của mình sau khi nhận thấy ông là một nguồn tin có giá trị. Từ đó ông làm việc cho cả an ninh Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa lẫn CIA. Năm 1968, Võ Văn Ba báo trước cho Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa 5 ngày về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Thông tin tương tự đến được Đại sứ quán Hoa Kỳ. Người Mỹ không đánh giá cao tin tức này lắm, nhưng Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa thì có. Và đó cũng là lý do tại sao khi lực lượng Cộng sản tấn công Sài Gòn vào Tết Mậu Thân năm 1968, Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa đã chuẩn bị trước và có mặt để đối phó. Năm 1969, Frank Snap đến Việt Nam làm chuyên viên phân tích cho CIA. Một trong những điều đầu tiên phải làm là phân tích tài liệu mà Mỹ vừa tịch thu được. Một tài liệu Cộng sản quan trọng nhất mà chúng tôi từng có. Tài liệu đó là Nghị quyết 9, phân tích của Bắc Việt về những gì xảy ra năm 1968, cũng như hoạt động quân sự sau đó. Bắc Việt nhận định rằng quá nhiều sĩ quan của họ đã tử trận, nhiều đến mức họ phải dự trù và thúc thủ trong 2 năm. Nói cách khác, họ không thể có cuộc tấn công lớn lao nào nữa. Khi CIA tịch thu toàn bộ tài liệu này, Frank Snap được giao nhiệm vụ cùng với 3 hoặc 4 đồng nghiệp, cùng với CIA phải tìm hiểu kỹ xem tài liệu có xác thực hay không. Chúng tôi nghĩ tài liệu đó thật, nhưng không chắc 100%. Làm thế nào để xác định được tài liệu đó có giúp chúng tôi biết ý định thật của Cộng sản? Vì chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, chính sách mới của Nixon về việc rút lực lượng Mỹ và đưa lực lượng Việt Nam Cộng Hòa lên tuyến đầu mới chỉ nhen nhóm. Nếu tài liệu này đúng, có nghĩa là trong thời gian 2 năm,
Khi Cộng sản không thể hoạt động mạnh trên chiến trường, chúng tôi sẽ rảnh tay thực hiện chính sách Việt Nam hóa. Chúng tôi gặp Võ Văn Ba và được Võ Văn Ba xác nhận đó là tài liệu đúng, đó là một đột phá tình báo lớn. Tôi biết Võ Văn Ba trong hoàn cảnh đó. Trong vòng 2 năm, tôi bắt đầu gặp trực tiếp ông ta. Không phải vì tôi giỏi, không phải vì tôi nói được tiếng Việt. Tôi luôn phải có người thông dịch khi làm việc với Võ Văn Ba. Nhưng vì tôi nắm sẵn được nhiều bí mật, là một nhà phân tích của CIA, tôi truy cập được vào những bí mật quan trọng và bạn phải biết bí mật thì mới có thể có thêm được bí mật. Vì vậy, CIA cử tôi đến nói chuyện với nhiều nguồn tin, trong đó có Võ Văn Ba, để lấy tin và xác minh xem những gì chúng tôi nhận được có chính xác hay không. Tôi bị Võ Văn Ba mê hoặc. Ông có trí nhớ phi thường, có thể xem một tài liệu và nhớ nguyên văn mọi thứ cần nhớ về tài liệu đó, không cần phải cầm tài liệu trong tay, chỉ cần đọc nó một lần. Ông sẽ có thể mang tài liệu đó đến cho chúng tôi và tất cả đều nằm ở trong đầu. CIA huấn luyện cho ông tất cả những kỹ thuật căn bản trong nghề tình báo. Phải nói rõ là Võ Văn Ba có một người phụ trách trực tiếp, tức là cảnh sát đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng có một cộng sự khác là nhân viên của CIA, người Mỹ ở Tây Ninh. Nhưng người Mỹ này không thể trực tiếp gặp ông, bởi nếu Cộng sản nhìn thấy ông với một người da trắng, họ sẽ nghi ngờ. Vì vậy, để gặp cộng sự người Mỹ, Võ Văn Ba phải vào một bệnh viện ở Tây Ninh, trèo lên một băng ca, kéo tấm trải giường lên người, giả như người đã chết. Sau đó, các nhân viên phụ trách người Việt của ông sẽ chuyển băng ca ra ngoài, đưa lên máy bay. Máy bay sẽ đưa ông Võ Văn Ba vào Sài Gòn, nơi ông cải trang để gặp tôi hoặc một người Mỹ khác. Ông sẽ mặc một áo dài nam hay đội một bộ tóc giả lớn, khiến ông trông giống một người phụ nữ và đeo một cặp kính đen khổng lồ, rồi đến gặp chúng tôi tại một nơi an toàn. Võ Văn Ba có hai nhược điểm. Một là rất thích bia Budweiser, hai là rất thích thuốc Salem. Vì vậy, Võ Văn Ba luôn đòi hỏi chúng tôi cung cấp bia và thuốc lá trước khi trao đổi cho chúng tôi những bí mật. Và những bí mật của ông có được thì thật tuyệt vời, toàn những tin từ nội bộ. Ông được hàng ngũ Cộng sản tín nhiệm đến nỗi được tham gia các cuộc họp bên trong bộ chỉ huy ở núi Bà Đen. Võ Văn Ba được giao nhiệm vụ tấn công vào các trạm kiểm soát của cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả đều là giả và sau đó loan tin với phe Cộng sản là đã làm điều đó. Và dĩ nhiên Võ Văn Ba kiếm được điểm. Vì vậy, tín nhiệm của ông ngày càng tăng trong giới chỉ huy Bắc Việt. Họ cho rằng ông đã thi hành tất cả những điệp vụ đó, trong khi thực sự ông làm việc đó cho chúng tôi. Tôi dần dà ủng hộ tuyệt đối những tường trình của Võ Văn Ba. Lúc trở về trụ sở CIA ở Mỹ vào năm 1971, tôi là thành viên của đơn vị phân tích lớn, chuyên viết bài tường trình hàng ngày cho Tổng thống. Tôi nói về báo cáo của Võ Văn Ba vì là một trong số ít người trong ban phân tích của CIA đã được gặp ông và vì tôi biết ông là vàng ròng. Năm 1972, chúng tôi bắt đầu nhận được báo cáo lạ của Võ Văn Ba. Lạ vì nó cho thấy Cộng sản đang làm một điều mà chúng tôi không bao giờ nghĩ họ sẽ làm. Họ cho cán bộ biết là sẽ có một hiệp định hòa bình mà không cần phải có điều kiện họ luôn coi là tiên quyết. Đó là Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Tôi sửng sốt khi đọc điều đó vì tôi biết Võ Văn Ba là người đáng tin. Tôi viết ngay bản tường trình hàng ngày cho Tổng thống nói rằng tôi nghĩ một hiệp định hòa bình đang trong quá trình được thực hiện. Lúc ấy Henry Kissinger đang bí mật đàm phán ở Paris. Báo cáo của Võ Văn Ba là dấu hiệu đầu tiên cho chúng tôi thấy đã có một bước phá lớn trong cuộc đàm phán bí mật ở Paris giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. CIA, dù ít nhất là ở cấp của tôi, không ai biết gì về điều này. Vì vậy, chúng tôi đã được điệp viên giỏi nhất của mình báo cáo về tiến trình cuộc đàm phán tại Paris. Sau đó, tôi lại được cử về Sài Gòn vào mùa thu năm 1972 để thẩm vấn một tù binh Bắc Việt giỏi nhất mà chúng tôi bắt được. Vào tháng 10 năm 1972, khi tôi có mặt ở Sài Gòn, chúng tôi nhận được một báo cáo hết sức sửng sốt của Võ Văn Ba. Báo cáo cho biết Kissinger đã có một thỏa thuận khủng khiếp với phe Cộng sản, cho phép Bắc Việt giữ lực lượng của họ ở miền Nam, tức là quân đội Bắc Việt không đi đâu cả. Bản báo cáo của Võ Văn Ba không chỉ đến tòa đại sứ mà còn đến tay Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, khiến ông Thiệu vào tháng 10 năm 1972 phản ứng rất mãnh liệt, hỏi chuyện gì đang xảy ra, Kissinger đang làm gì. Ông Thiệu nhất quyết phản đối, nói sẽ không chấp thuận thỏa thuận mà Kissinger đang đàm phán vì ông không được tham dự vào việc thương lượng. Khi ông Thiệu nhất quyết phản đối thì đến phiên Bắc Việt hỏi chuyện gì đang xảy ra, người Mỹ chắc chắn đang lừa chúng ta. Khi ấy, thỏa thuận có nguy cơ bị hỏng vì Võ Văn Ba đã cho chúng tôi biết sự thật. Nixon quyết định dội bom miền Bắc để chứng minh với ông Thiệu rằng người Mỹ vẫn đứng về phía ông và cũng để làm cho Bắc Việt phải tiếp tục thương lượng và họ đã trở lại bàn đàm phán. Võ Văn Ba đã cung cấp cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thông tin đầu tiên về những gì Kissinger đang làm và quan trọng nhất là quyết định cho phép quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam. Trong thời kỳ ngừng bắn 1973 đến 1975, tôi thỉnh thoảng gặp ông để biết những kế hoạch mới nhất của Cộng sản. Tôi cũng được trao đổi trọng trách mới là giúp quản lý một đặc vụ
mà chúng tôi đang có ở Hà Nội. Phải nói rõ rằng, người phụ trách Võ Văn Ba là một chuyên viên CIA rất giỏi, nhưng tôi được cử đến gặp ông định kỳ để kiểm chứng những phát hiện của ông với nguồn trực tiếp của chúng tôi ở Hà Nội. Tôi không giỏi gì, nhưng chỉ vì tình cờ mà tôi được liên lạc trực tiếp với điệp viên giỏi nhất của CIA và có dịp kiểm chứng những tin tức điệp viên gửi về. Khi Nixon từ chức, Võ Văn Ba cho chúng tôi biết những dấu chỉ đầu tiên những gì Cộng sản sẽ làm vào cuối năm 1974. Ông nói Bắc Việt sẽ thể nghiệm để xem khả năng phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy yếu đến mức độ nào. Võ Văn Ba cho chúng tôi báo cáo đầu tiên sẽ chấm dứt cuộc chiến. Tôi không được tin này trực tiếp mà nhận qua cộng sự của ông. Tôi gửi ngay yêu cầu cho Võ Văn Ba thông qua người Mỹ này để hỏi thêm. Sau đó, tôi gặp trực tiếp Võ Văn Ba và nhận được toàn bộ kế hoạch kết thúc chiến tranh của Cộng sản. Sẽ không có thỏa thuận nào, ông Thiệu từ chức hay không không thành vấn đề. Cộng sản quyết định tiến chiếm Sài Gòn để mừng sinh nhật vị lãnh tụ Hồ Chí Minh vào giữa tháng 5 và sẽ tấn công trước ngày 1 tháng 5, đúng như những gì đã xảy ra. Tin đó khiến cho các nhà hoạch định quân sự Hoa Kỳ đã bị sốc mà phải tức thời lập chương trình cho những chuyến trực thăng khẩn cấp đưa mọi người đi di tản. Vì vậy, với những ai đã được đưa ra khỏi Việt Nam vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, Võ Văn Ba là người đã cứu họ. Đó là nội dung được Faisnep, người của CIA chia sẻ khi nhận xét về điệp viên X-92 này. Còn phía quân đội Bắc Việt thì sao? Chuyện hay lúc khung giờ kể tiếp cho quý vị và các bạn nghe về cách thức hoạt động của nhân viên tình báo này. Ban đầu, các cuộc chuyển giao tài liệu, tin tức được thực hiện tại nhà riêng. Sau đó, họ thay đổi phương thức, bố trí cho hai liên lạc viên thực hiện trao chuyển đổi cặp cho nhau trên một chiếc xe lôi Honda do CIA và cảnh sát đặc biệt trang bị, hoạt động dưới hình thức chở đi chợ đi học và chạy theo một lộ trình được quy định sẵn do người của họ trực tiếp điều khiển, với quy ước lên xuống xe, trao chuyển theo đúng mật hiệu và thời gian quy định. Từ năm 1972, Bộ phận Tình báo Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục xây dựng liên lạc kế hoạch đặc biệt giữa X-92 thông qua hai địa điểm là tại cây xăng Bà Tư Thanh và tại ngã tư Phú Nhuận. Họ trang bị cho mỗi người một bộ máy bộ đàm có khả năng mã hóa tự động từ lời nói đến tín hiệu và ngược lại. Việc đi lại tiếp xúc tại một trong hai địa điểm trên đều bằng xe lôi và có quy định ngày giờ cụ thể. Ngoài ra, CIA và cảnh sát đặc biệt còn xây dựng nhiều hộp thư bí mật dưới các hình thức ngụy trang khác nhau để sinh hoạt giữa sĩ quan điều khiển với tình báo viên ở Tây Ninh, Sài Gòn và Biên Hòa. Tại những hộp thư này, CIA và cảnh sát đặc biệt thường xuyên gặp gỡ X-92, khai thác và chỉ đạo hoạt động. X-92 đã được cung cấp nhiều tài liệu về đường lối, chủ trương của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, X-92 đã cung cấp được những đầu mối cơ sở, danh sách đảng viên mà y trực tiếp phụ trách trong nội ô tòa thánh, những cán bộ tỉnh ủy, huyện ủy, vai trò và hoạt động của từng người. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, âm mưu sử dụng X-92 trong hoạt động nội gián trong kế hoạch hậu chiến Việt Nam Cộng Hòa được quan tâm và tập trung một cách khẩn trương hơn, cùng với việc CIA bỏ ra khoản tiền lớn xây cất văn phòng riêng để bảo mật tài liệu của X-92. Họ còn xây dựng các kế hoạch để đảm bảo bí mật cho X-92 tiếp tục được hoạt động nội gián khi Mỹ nguy cơ thất bại ở Tây Ninh cũng như toàn miền Nam trong thời gian cuối của cuộc chiến tranh xâm lược Mỹ. Trước khi thế tấn công của Quân đội Nhân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam, X-92 tiếp tục thu thập những tin tức và cung cấp cho tình báo Việt Nam Cộng Hòa nhiều tài liệu, báo cáo mà ông biết về chủ trương đấu tranh của Bắc Việt. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, Buôn Ma Thuột được giải phóng, James Lewis, chỉ huy CIA ở Tây Nguyên, và Nguyễn Sĩ Phong hay Nguyễn Văn Phong cũng là một nhân viên CIA giả danh thông dịch viên bị bắt. Các thông tin khai thác được từ Nguyễn Sĩ Phong và Jim Lewis là những đầu mối quan trọng đầu tiên để những người Cộng sản tìm ra nội gián ẩn mình suốt hơn 10 năm. Những thông tin ban đầu cho biết X-92 là một điệp viên do CIA có tên là Ba hoạt động ở khu vực Tây Ninh và đã luồn sâu vào đội ngũ lãnh đạo của khu vực. Ngay sau đó, một cuộc điều tra tìm nội gián đã được tiến hành. Trong quá trình điều tra, hai lãnh đạo của Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã bị bắt oan. Mãi cho đến tận ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ giải phóng được phất cao trên Dinh Độc Lập, thì khi đó vụ án gián điệp X-92 mới được khám phá hoàn toàn. Khi Sài Gòn được giải phóng, thì thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa Phan Tấn Ngưu, người phụ trách trường hợp X-92 bị bắt, cộng với đó toàn bộ tài liệu lưu trữ quá trình hoạt động của X-92 cũng đã được khám phá. Ngay trong ngày 30 tháng 4, X-92 với cái tên Võ Văn Ba đã được nhanh chóng làm sáng tỏ. Về phần hai lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, sau khi được xác minh lại, đều đã được giải oan. Điệp viên X-92 Võ Văn Ba được giải về tạm giam tại nhà giam của Tổng nha cảnh sát cũ. Theo phía Việt Nam thông báo, thì trong quá trình tạm giam để xét xử, thì ngày 8 tháng 6 năm 1975, Võ Văn Ba đã dùng dây quần thắt cổ tự sát. Tại sao X-92 lại tự sát? Có phải ông sợ nhận được một kết quả không mấy tốt đẹp mà đời của một điệp viên thất bại sẽ phải nhận lấy như những tấm gương trong lịch sử? Hay là X-92 còn có những bí mật giấu kín nào khác
mà y không muốn tiết lộ. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng X92 Võ Văn Ba đã bị phía Việt Nam bí mật tử hình. Đến bây giờ, cái chết của X92 vẫn là một dấu chấm hỏi.